Mọi người ơi, hãy nhảy nào. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Dang trọng tay nào. Mọi người. Đúng rồi. Dưới tay. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Dang trọng tay nào, mọi người vỗ tay đi, xoay một vòng. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Dang trọng tay nào, mọi người vỗ tay đi, xoay một vòng. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Dang trọng tay nào, mọi người vỗ tay đi, xoay một vòng, lắc không đi, dập đôi chân. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Dang trọng tay nào, mọi người vỗ tay đi, xoay một vòng, lắc không đi, dập đôi chân, trời đi như vịt, ngã xuống đây. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Chu chu quá, chu chu quá, chu chu quá quá quá. Này, mọi người đâu mất rồi? Là ngón tay ba, là ngón tay ba, ba ở đâu? Đây ba đây, đây ba đây, còn yêu thế nào? Rửa xe hơi, rửa xe hơi, bà đang rửa nè. là mẹ ngon tay, mẹ ở đâu? Ở nơi đây, con yêu thế nào? Là mẹ ngon tay, mẹ làm thứ gì? Nấu ăn trưa, mẹ đang nấu nè. Ở ngay đây em sao thế nào? Là ngón tay anh làm gì đó anh? Xếp xây lên khói buồn đây, anh đang xếp nè. là chị ngón tay chi ở đâu? Ở nơi đây em sao thế nào? Mẹ cục cưng ơi, em ở đâu? Bé nơi đây, mọi người thế nào? Mẹ cục cưng ơi, làm gì bé ơi? Chúng ta ôm, ôm đi bé cần. Chúng ta ôm, ôm đi cả nhà. Cả nhà yêu con. Johnny, Johnny,
bố ơi. Đường ăn phải không? Không bố ơi. Là dối lừa ư? Bố không đâu. Mơ miên con nào? Ha ha ha. Này các con, các con sẽ trông chừng Johnny cho bố nhé. Chắc chắn rồi, nó dễ mà bố. Johnny, Johnny. Vâng, Wendy. Làm hỏng đồ chơi? Không, Wendy. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Hãy cho xem nào. Hi hi hi. Johnny, Johnny. Vâng, Nico. Là em vừa nhảy? Không, Nico. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Chắc không nè. Johnny, Johnny. Vâng, hơi anh. Vẽ lên tường này đây. Không, hơi anh. Lại dối, lừa ư? Nói thật mà. Cái tay đưa ra. Ha ha ha. Johnny, Johnny. Đây nè. Không bao giờ. Ta ngủ chưa thôi, giờ ta đi ngủ, ô ta ngủ.
ơi, để em thử. Này các con hơi, mình ngủ trưa nhé, mang chúng nó theo. Ta ngủ trưa thôi, là em búp bê với gấu tên đi yêu. Tất cả chúng muốn ngủ trưa. Không không ngủ trưa đâu mà. Này em ơi, mình ngủ trưa thôi, mang cho con theo. Ta ngủ trưa thôi, và cho con đó thân ôm chặt chúng nó. Thật rất vui chú ấy ngủ trưa. Chào mừng đến với bữa tiệc trái cây hàng năm của Bom Buddies. Mang đến cho bạn bởi chúng tôi những loại trái cây dễ thương. Đúng rồi các chàng trai cô gái, mỗi năm một lần tất cả chúng ta đều gặp nhau và ăn mặc như những gì chúng ta yêu thích. Bạn đã đoán ra quả. Xem đây, tôi là quả chuối này. Thật sắc vàng tươi và thật vui ăn vào. Thức ăn tuyệt vời của khỉ này. Ta thật sự ngon bạn ơi. Để ta kể trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta. Trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bằng ta trái cây rất ngon và dễ thương. Xin chào, tôi là một quả cam. Tôi đây trên một cây cam này. Người ta uống tôi gọi là nước cam này. Vitamin C mình có đủ. Vì vậy tôi là quả táo này. Chắc xơ nếu ta cần thì tôi đây này. Xanh với đó tôi màu sắc này. Tôi đây được nướng cùng chiếc bánh. Để tôi kể trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta. Trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Một tô trái cây rất ngon và dễ thương. Các bạn tới đây là quả bơ này. Có khi xem tôi như là rau. Nhưng không, tôi đây giống như một loại trái cây. Hãy trong thân tôi như cục đá. Xin chào, ta là quả dưa này. Tớ đây xong ôm, mình nhiệt đời rất tuyệt. Tớ có kiểu tóc gai nhọn xinh đẹp. Bạn ăn tôi từng miếng thôi. Để ta kể trái cây cho nghe nào bạn ơi. Trái cây thật tốt, rất tốt, rất tốt cho ta. Trái cây thật vậy. Trái cây và nó rất ngon, ôi ngon, món ăn yêu thích của tôi. Oh yeah. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Bằng tớ trái cây rất ngon và dễ thương. Có chú cừu của bé Mary là cừu này. Bạn là bé cừu đáng yêu.
rồi đến một ngày cô ta đi theo trường học này, cậu ta đi rồi đến một ngày cô ta đi theo, như thế không đúng chút nào. Và chú ta làm bọn trẻ vui chơi, cười thật nhiều, cười vui chơi. Và chú ta làm bọn trẻ vui hơn khi thấy cô ở trong trường. Xi Chu nó leo lên cái vòi, và rồi cơn mưa cuồng
cho nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từ cơn mưa rào. Và nhìn yên xì quyên xì chú ta lại leo lên vòi. Nhìn yên xì quyên xì này, nhìn yên xì quyên xì này, leo cao nào yên xì này, leo cao nào yên xì này. Tôi không biết, anh ấy trông vẫn hơi ma quá đối với mình. Không, anh ấy chỉ đang làm việc của mình. Nhìn yên xì quyên xì chú nó leo lên cứ chuồng. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống sàn. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn yên xì quyên xì chú ta lại leo cứ chuồng. Nhìn yên xì quyên xì này, nhìn yên xì quyên xì này, leo cao nào yên xì này, leo cao nào yên xì này. Tôi đoán anh ấy thật dễ thương. Chắc là vậy. Và anh ấy tiếp tục leo lên. Nhìn yên xì quyên xì chú nó leo lên cái cây. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống đây. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn yên xì quyên xì chú ta lại leo cây rồi. Nhìn yên xì quyên xì này, nhìn yên xì quyên xì này, leo cao nào yên xì này, leo cao nào yên xì này. Nhìn yên xì quyên xì chú nó leo lên cây vòi. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn yên xì quyên xì chú ta lại leo lên vòi. Nhìn yên xì quyên xì này, nhìn yên xì quyên xì này, leo cao nào yên xì này, leo cao nào yên xì này. Bạn nói đúng Nico, những con nhện thật tuyệt vời. Đúng vậy, và yên xì là người bạn tám chân rất yêu thích của mình. Này các bạn, kiểm đếm những chú vịt ngộ nghĩnh này đi. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những chú vịt này trước. Mình cũng vậy. Này, có 5 chú vịt nhỏ cho 5 người bạn nhỏ. Nhìn kìa, vịt mẹ ôm gọn chúng trong vòng tay. Tớ biết, hãy theo vịt mẹ và giúp cô ấy tiếp tục đếm 5 con vịt nhỏ của mình nhé. Ý kiến hay, vậy sẽ vui lắm. Vịt nhanh năm chưa chung bơi một ngày. Vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát. Chỉ 4 chú về với mẹ mà thôi. 1 2 3 4. Này, chú vịt thứ 5 nó đi đâu vậy nhỉ? Tớ không có ý kiến, nhưng tớ sẽ tìm cậu ấy. Ý hay đấy Nico, chúng tớ sẽ trông chừng 4 chú vịt còn lại. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu? Mẹ chúng chẳng tìm ra. Vịt nhớ bông chư chung bơi một ngày. Vịt bơi đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát. Còn 3 em chung nó quay trở về. 1 2 3. Ôi chao. Ôi trời, con vịt thứ 4 đã đi đâu rồi? Cô ấy vừa ở đây mà. Được rồi các bạn, tớ sẽ đi tìm cô ấy. Được đấy Wendy, chúc may mắn. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Vịt nhớ bay chư chung bơi một ngày. Vịt bay đi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát. Còn 2 em chúng nó quay trở về. 1 2 2. Ai biết? Ôi không, lại nữa rồi. Con vịt thứ 3 đã chạy đi đâu rồi? Tớ sẽ mang cậu ấy trở lại. Đi đi Mark. 5 chú vịt nhỏ, chúng bơi đi đâu? Chúng bơi đi đâu mà chúng chẳng tìm ra. Vịt nhỏ hai chú đi bộ đường dài. Vịt đi chơi xa chúng quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát. Và bọn em thôi một chú vịt trở về. 1 1 1. Chạy tốt hơn ấy. Này cậu, này cậu, bây giờ con vịt thứ 2 cũng chạy mất rồi. Tớ sẽ tìm cô ấy. Nathan, cậu chờ ở đây nhé. Đồng ý. 5 chú vịt nhỏ, chúng bay đi đâu? Chúng bay đi đâu khi bạn nói bye bye? Chỉ còn 1 chú vịt con. Vịt mẹ đừng lo lắng nhé. Tôi chắc chắn các bạn của tôi sẽ tìm ra chúng và tất cả họ sẽ sớm quay trở lại. Vịt nhỏ một chú đi một ngày. Vịt đi chơi xa chung quên đường về. Mẹ kêu to quát 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 quát. Và 5 chú vịt cùng nhau trở về. 1 2 3
trở về hoan hô. Vịt con tất cả chúng quay trở về, nhìn xem đi lắc lư nhảy đều. Mẹ kêu to quát 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 quát, mẹ mừng vui khi các con trở về. Tất cả năm chú vịt con và năm người bạn nhỏ cuối cùng cũng về nhà. Vâng, nhưng có vẻ như vịt mẹ tội nghiệp cần chợp mắt một chút. Này, có chuyện gì vậy Nathan? Tại sao hôm nay bạn lại im lặng vậy? À, một vài bạn trong trường trêu chọc mình. Họ gọi tớ là Humpty Dumpty. Bạn biết đó, đôi khi tớ hay ngã khi đá bóng. À, đừng lo lắng Nathan, chúng tớ sẽ đỡ bạn khi ngã. Đó là điều mà bạn bè nên làm. Ha ha ha, bạn an tâm, chúng tớ sẽ cổ vũ bạn. Các bạn trong trường sẽ nói gì nhỉ? Nào, hãy để tôi hát cho bạn nghe. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, ngủ của vua cha và quân lính của ông. Humpty không thể ở trên tường này nữa đâu. Nathan tội nghiệp, điều đó thật không hay. Nào, nâng cầm câu ấy lên, tôi biết làm thế nào để bài hát này làm bạn vui hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đừng rời mặt thôi. Woohoo, ha ha. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đừng rời mà thôi. Ôi cảm ơn Caron, bạn thật ngọt ngào. Chúng ta là bạn bè, những người đàn ông, chúng tớ luôn theo sau bạn. Đúng đó. Đừng nghe các bạn ở trường, chúng tớ yêu bạn như chính bạn. Bây giờ hãy để mình hát cho bạn nghe nhé. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, mọi người đồng lòng chàng trai và cô gái nâng Humpty lên cùng với tiếng vỗ tay. Giờ tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ tất cả hãy cùng hát với nhau và đừng quên, chúng tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhiều bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhờ bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Chào các bạn buổi sáng. Chắc rằng đêm qua ngủ rất ngon. Yeah, và một giấc ngủ siêu tuyệt vời. Này, mấy giờ rồi? 8:30 rồi và bắt đầu đi học lúc 9:00. Ô, cậu ơi, tốt hơn hết là chúng ta sẵn sàng đến trường nhanh. Ô, mình biết, hãy làm người hướng dẫn để tất cả chúng ta có thể nhanh chóng sẵn sàng. Ý kiến hay, xem tớ làm và những gì tớ làm nhé. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, sang thức dậy chúng ta làm. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, mỗi sang thức dậy bạn ơi. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, sang thức dậy chúng ta làm. Dọn dẹp chuyện mình chúng ta hay làm, mỗi sang thức dậy bạn ơi. Được rồi các bạn, làm tốt lắm, những chiếc giường đã được dọn. Làm gì tiếp theo nào? Ô, tớ biết, đã đến lúc làm mọi thứ tốt đẹp và sạch sẽ. Hãy đi theo tớ. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, tớ hay làm. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, tớ hay làm. Rửa mặt của mình chúng ta hay làm, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này, nhìn tớ này. Này bạn của mình hay đánh răng nào, đánh răng nào, đánh răng nào. Này bạn của mình hay đánh răng nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Này bạn của mình hay đánh răng nào, đánh răng nào, đánh răng nào. Này bạn của mình hay đánh răng nào, mỗi sáng thức dậy bạn ơi. Được rồi các bạn, những chiếc răng nhìn trắng như ngọc. Thật thú vị, nhưng chúng ta phải tiếp tục di chuyển nếu muốn bắt kịp xe buýt của trường. Đúng rồi, bây giờ theo chỉ dẫn của tớ nhé, đi nào.
Này bà cụ mình che tóc đi nào, tóc của mình, tóc của mình. Này bà cụ mình che tóc đi nào, mời sang thức dậy bạn ơi. Này bà cụ mình che tóc đi nào, tóc của mình, tóc của mình. Này bà cụ mình che tóc đi nào, mời sang thức dậy bạn ơi. Này, xem mình nè. Buộc giày của mình mới sang đi học, với đôi giày sang đi học. Buộc giày của mình mới sang đi học, mới sang đi học bạn ơi. Buộc giày của mình mới sang đi học, với đôi giày sang đi học. Buộc giày của mình mới sang đi học, mới sang đi học bạn ơi. Xe buýt đi nào các bạn, đừng quên bữa sáng của các con. Nào hãy cùng đi đến mai trường để đi học. Nào hãy cùng đi đến mai trường, mời sang đi học bạn ơi. Nào hãy cùng đi đến mai trường để đi học. Nào hãy cùng đi đến mai trường, mời sang đi học bạn ơi. Các em đã đến giờ giải lao. Hôm nay ra ngoài chơi sẽ rất vui đấy. Hãy chờ đợi các bạn trước khi chúng ta trở lại lớp. Điều rất quan trọng là phải rửa tay. Nhưng tại sao vậy cô? Để cô giải thích. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Giữ chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Khi chúng ta vui chơi, bạn ơi không nên quên. Ở ngoài trời thật nhiều vi trùng ở khắp mọi nơi, chẳng thể thấy chúng đâu. Sạch đi tất cả, giữ chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ôi rắc bắn khắp nơi, nhặt rắc đi bạn ơi. Phải rửa tay đó nha, rửa thật sạch bạn ơi. Khi chúng ta đi vệ sinh xong, không được quên đó nha. Đôi tay trôi sạch đi tất cả, như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Tạm biệt, cảm ơn cô. Tạm biệt, các em nhớ tiếp tục rửa tay của mình nhé. Này các con, bữa tối sắp chuẩn bị xong, đừng quên tắm rửa sạch sẽ nhé. Khi ta đi xe buýt hãy đi bộ lang thang, xin đừng có quên vi trùng luôn ở quanh ta. Chúng khiến ta phát ốm khi ta không quan tâm. Những vi trùng nhỏ bé chúng ở khắp mọi nơi. Rửa 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 đôi tay, trôi sạch đi tất cả, như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Thấy rất vui khi chơi với chó cưng, đừng có quên điều này, chân của chúng rất là bẩn. Đôi tay ta làm ra thủ công nghệ thuật đây. Trước khi ta ăn tối, tốt hơn nên rửa tay. Rửa 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 đôi tay, trôi sạch đi tất cả, như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ăn tối nào các con. Tuyết, con đang đói bụng. Và đôi tay của chúng ta chưa bao giờ sạch hơn vậy. Cảm ơn cô vì sẽ hướng dẫn chúng em dạo chơi ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy cô? À, điều đó còn tùy. Nhớ những gì chúng ta đã học trong lớp về việc nói có với những ý tưởng mới và thú vị không nè? Dạ nhớ. Tốt lắm. Các em ơi thích Hồng nhảy không? Có. Các em ơi thích đi Pháp không? Dạ. Các em ơi đi xe đạp nhé. Thích đấy cô. Đi bộ có thích không? Dạ có. Nói có thật vui. Vâng, tuyệt vời.
xây ngôi nhà ở trên cây nhé. Có. Cho chú chuột đói đó ăn nhé. Dạ. Lái xe đi một chút thôi nhé. Thích đấy cô. Hãy đập tay thật to. Dạ cô. Nói cô thật tuyệt bạn ơi. Nói cô thật tuyệt quá đi. Nói cô thật tốt nhất đây. Cơ o cô sắc có. Có được thấy điều tốt nhất thôi. Nói cô đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói cô. Nói cô nào bạn ơi có. Thật là tuyệt vời. Nói có làm tôi cảm thấy vui vẻ. Chúng ta trượt trên băng nhé. Có. Và hãy nhớ những gì tuyệt vời. Dạ. Chúng ta hãy trồng cây con nhé. Thích đấy cô. Chúng ta uống một tách trà nhé. Dạ cô. Nghệ thuật và thủ công nhé. Vâng. Đi thuyền buồm các em nhé. Dạ. Chúng ta nướng một ít bánh. Thích đấy cô. Hãy dụ dỗ chú rắn này. Dạ cô. Nói cô thật tuyệt bạn ơi. Nói cô thật tuyệt quá đi. Nói cô thật tốt nhất đây. Cơ o cô sắc có. Cô để thấy điều tốt nhất thôi. Nói cô đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói cô. Nói cô nào bạn ơi có. Tốt. Khi thấy các em thích nói đồng ý, hãy tiếp tục cố gắng tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu nhất có thể. Dạ. Các em muốn sáng tác bài thơ? Có. Trước khi đi về nhà. Dạ. Các em có thích chơi yo-yo? Thích. Chụp những bức ảnh ngớ ngẩn? Dạ có. Nói cô thật tuyệt bạn ơi. Nói cô thật tuyệt quá đi. Nói cô thật tốt lắm đây. Cơ o cô sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Thắt dây an toàn đi mọi người. Chúng ta có một chuyến đi gặp ghềnh đấy. Đã đến lúc cho một cuộc phiêu lưu. Buộc chặt dây an toàn của bạn cho chuyến đi trên xe buýt. Đi nào. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn. Bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn. Chúng mình cùng đi. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa. Chúng nô đùa. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa. Chúng mình cùng đi. Hãy chơi một trò chơi. Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Mời quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình. Thứ gì đó bắt đầu với C. Tớ biết là kho xe hơi. Đúng rồi. Còi to trên xe buýt kêu bíp 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 bíp. Còi to trên xe buýt kêu bíp bíp bíp. Chúng mình cùng đi. Cười nào, tôi là một cowboy. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào. Mở ra rồi đóng, đóng rồi mở ra. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào. Chúng mình cùng đi. Được rồi, đến lượt tôi. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình. Thứ gì đó bắt đầu bằng chữ T. Tớ biết. Là tree, cái cây. Đúng rồi. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài. Xuống lên hoài. Xuống lên hoài. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài. Chúng mình cùng đi. Tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào. Hay ngoan nào. Tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào. Chúng mình cùng đi. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah. Chúng mình cùng đi. Yeah. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình. Thứ gì đó bắt đầu với F. Friends, bạn bè. Yeehaw. Yeah. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn. Bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn. Chúng mình cùng đi. Tôi
người anh Dương đây. Tôi nháy cả ngày niềm vui đến với tôi. Cùng làm vui chúng mình, cùng nhảy vui trong nắng, nhảy suốt cả ngày chúng ta vui cả ngày. Cùng lòng tôi này làm chúng ta đại dương đây. Lip xin lip đen nước với tôi không. Cùng lòng nhớ chúng tôi này làm chúng ta đại dương. Lip xin lip đen nước với tôi không. Cùng lòng hát cả tôi đây này. Suốt ngày luôn mình tôi hát thôi, hát bài hát của tôi. Chúng tôi cùng lắm ca này, hát suốt ngày dài luôn, hát suốt cả ngày bài hát của tôi này. La 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 gầm gừ đi. La 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 ta gầm gừ. La 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 gầm gừ đi. La 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 ta gầm gừ. Cùng lắm bọn tôi. Rắc rắc thức ăn ngon ghê. Cùng lòng đó chúng tôi đi tìm thức ăn thôi. Thấy những thức ăn ngon nó ngon tuyệt vời. Cùng lòng bọn tôi. Yeah, cùng lòng này. Khắp thế giới cùng lòng này. Cùng lòng khát nước tôi đây, uống trà nào bạn ơi. Cùng lòng con nơi đây nào hãy uống với tôi một ly. Chúng ta
trần nhà kia chúng bò, chúng nó dưới tấm thân này thật sơ ghê. Côn trùng kia chúng nó đó trần nhà kia chúng bò, chúng nó dưới tấm thân này làm cho tôi ngứa yêu và chúng chết cha tôi. À làm sao đây ngứa đừng có vào đây. Thật sợ ghê côn trùng lớn nhỏ đó, chúng bò kia kia đó đây, chúng nó dưới cái ghế này thật sơ ghê. Côn trùng lớn nhỏ đó, chúng bò kia kia đó đây, chúng nó dưới cái ghế này làm cho tôi nhây. À xem nhà chúng khắp nơi yêu, nhìn tôi nhây. À còn nhiều lắm kia. Thật sợ ghê côn trùng chung nhỏ xíu, chúng nhảy lên nhảy xuống với những âm thanh vui này thật sợ ghê côn trùng chung nhỏ xíu, chúng nhảy lên nhảy xuống với những âm thanh vui này làm cho tôi hơi achiu ô trần xa tôi đã achiu nào đi đi. Tâm tham này thật sơ ghê côn trùng kia chúng nó đó trần nhà kia chúng bò, chúng nó dưới tâm tham này. Và vừa kêu quát, để kêu quát, kêu quát, không có nơi kêu quát, quát ông mặc đồ nô ngày
Này nhóc con, em muốn chơi Pikachu không? Là gì vậy? Bọn chị trốn và em tìm tụi chị. Được thôi. Ô trốn đâu rồi, trốn đâu đâu rồi anh? Ô trốn đâu rồi, chẳng thấy đâu. Tìm anh trốn, tìm trốn dưới cây bàn kia. Thần thính thu mình trốn với tìm. Pikachu, 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 thấy em đây. Pikachu, Pikachu, thấy anh rồi. Chúng ta an toàn với các bạn heo, con sôi leo xuống
Ba thích xe lửa. Ba thích điều giữa xe lửa. Âm thanh toot toot và tiếng lách cách. Đúng vậy cục cưng à. Ba luôn có những chuyến xe lửa trong tâm trí của mình. Tất cả lên tàu, nhảy lên tàu thôi nào. Tôi thích cách mà họ đi, tôi thích cách mà họ kêu. Họ đi theo một đường ray, đó cách mà họ đi. Lắp cái kêu vang toot toot. Xe lửa luôn trong đầu, xe lửa trong đầu tôi. Tôi thích cách mà họ đi, họ đi theo một đường ray. Xe lửa luôn nhiều. Chúng ta sẽ làm một chiếc xe lửa lớn dài nhé con. Yeah, xe lửa. Mi, con yêu xe lửa. Nhảy vào hộp đi, giữ chặt vào. Ba phía trước, mấy người sau này đây. Ta đi vòng quanh đây, tất cả phòng. Không nhanh đâu, không chậm lắm. Chúng ta làm cho xe lửa tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta làm. Tôi thích cách mà họ đi, lên cặp kêu. Tôi thích cách mà họ kêu. Họ đi thêm một đường đây, đó cách mà họ đi. Lắp cái kêu vang toot toot. Xe lửa trong đầu tôi à, xe lửa trong đầu tôi à. Tôi thích cách mà họ đi, họ đi thêm một đường ray. Xe lửa luôn nghỉ về. Phía sau đi xe lửa ba. Yeah, tiếng còi xe lửa. Giữ chặt tay cái hộp đi, giữ chặt nhé. Ta thôi còi đi với hết sức của mình. Âu vu âu vu âu vu. Ta đi không nhanh đâu, không chậm lắm. Tôi thích cách mà họ đi, lật cách kêu. Tôi thích cách mà họ kêu toot toot. Họ đi theo một đường ray, đó cách mà họ đi, lật cái kêu vang toot toot. Xe lửa luôn trong đầu, xe lửa trong đầu tôi. Tôi thích cách mà họ đi, họ đi theo một đường ray. Xe lửa luôn đi về, xe lửa luôn đi về. Mẹ ơi, có chuyện gì với cặp song sinh vậy? À, Wendy, mẹ e rằng em đang cảm thấy khó chịu vì thời tiết, tội nghiệp các bạn nhỏ. Ồ không, vậy là các em ốm rồi phải không mẹ? Ừ, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc chúng. Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Baby ta son môi rồi đây, đôi má hồng tươi, nhìn bé muốn ngu ngay bây giờ, trông yêu ớt làm sao. Hôi em Suzy baby home, đôi mắt thì ngưa, muốn giúp bé ngay thôi, làm cho em bé nhăn khóe. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Bé Suzy bé sốt rồi đây, ôi phải làm sao. Miên giang đây ôi chao lạnh, ở đây vì em. Bụng cô bé Peter đau rồi, đáng thương làm sao. Uống thuốc nhé bé chưa sợ gì, và nghe chúng ta ca hát. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm mạnh khỏe thôi mà. Đôi khi chúng ta ôm chút thôi mà, tồi tệ lắm thay. Xung quanh mang với gia đình, kề bên những lúc ta luôn cần, đừng có buông thế bé này. Mẹ ơi, có vẻ như hai em bé đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút rồi.
Ừ, đúng rồi Wendy, con thấy các em bé nhỏ có sự khác biệt lớn như thế nào khi các em cảm thấy bị bệnh rồi đó. Dạ, đó là liều thuốc tốt nhất.